Mặc dù khả năng miễn dịch của cơ thể không thể được xây dựng trong một sớm một chiều, nhưng có một số thành phần thực phẩm có thể đẩy nhanh quá trình này. Biết cách lựa chọn và kết hợp đúng các loại thực phẩm là bước đầu tiên để gia tăng khả năng miễn dịch của cơ thể. Sau đây là công thức làm một loại trà đơn giản với các nguyên liệu có sẵn trong nhà bếp, giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể mà bạn có thể tham khảo. Nguyên liệu để làm một loại trà này: chuẩn bị 2 tép tỏi, 1 mẩu gừng dài khoảng 1 đốt ngón tay và 1 mẩu nghệ cũng dài khoảng 1 đốt ngón tay, hoặc có thể thay thế bằng nửa thìa cà phê bột nghệ, cùng với 1,5 cốc nước. Cách thực hiện: bước 1, giã nhuyễn gừng, tỏi và nghệ, trộn đều rồi pha hỗn hợp với một chút nước. Bước số 2, đun sôi 1,5 cốc nước, cho hỗn hợp bột nhão này vào rồi đun tiếp trong vòng 5 phút. Bước số 3, lọc trà trong cốc, đợi đến khi nguội ấm, cho thêm một chút mật ong và chanh để tăng hương vị rồi thưởng thức. Về mặt lợi ích, gừng có chứa hoạt chất gingerol có đặc tính giảm đau, an thần, hạ sốt và kháng khuẩn. Cùng với việc tăng cường khả năng miễn dịch, gừng còn hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy sức khỏe đường ruột và hỗ trợ giảm đau khớp. Gừng cũng giúp chống lại cảm lạnh và cảm cúm. Về lợi ích sức khỏe của tỏi, tỏi không chỉ tăng thêm gia vị cho món ăn mà còn rất giàu chất dinh dưỡng cần thiết. Tỏi chứa nhiều lưu huỳnh, có đặc tính kháng sinh, nó giúp thúc đẩy tiêu hóa và thải các chất độc ra khỏi cơ thể. Tỏi cũng có thể giúp phòng ngừa cảm lạnh và cảm cúm. Còn đối với nghệ, nghệ đã được sử dụng từ rất lâu đời vì các đặc tính y học của nó. Hoạt chất chính trong nghệ là curcumin, có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và kháng khuẩn. Nó giúp ngăn ngừa cảm lạnh và cảm cúm, hỗ trợ tiêu hóa, giải độc gan và tăng cường khả năng miễn dịch.